Thưa quý vị và các bạn, với bục giảng thông minh và những chiếc máy tính bảng cầm tay gọn nhẹ, việc tiếp cận tri thức đối với học sinh đã trở nên đơn giản, thuận tiện hơn nhiều so với cách học truyền thống trước kia. Mô hình lớp học thông minh là một trong những bước đột phá mới của huyện Đông Triều trong việc hướng tới một nền giáo dục hiện đại, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Giờ học môn địa lý của lớp 3C1 và lớp 3C3 ở trường tiểu học Vĩnh Khê. Khác với phòng học truyền thống chỉ có bảng đen, phấn trắng, sách vở và giấy bút của lớp 3C1, thì lớp 3C3 học ở phòng học thông minh hiện đại hơn với hệ thống máy tính, camera, đường truyền internet, bục giảng thông minh và những chiếc máy tính bảng cầm tay. Và tất nhiên, cách học ở hai lớp cũng khác nhau. Bài học hôm nay con thấy như thế nào? Con thấy cũng bình thường, con cũng hơi hiểu bài ạ. Thế con có tích cực xây dựng bài không? Dạ ý lắm ạ, tại con không hứng thú với bài học ạ. Đảo thì luôn luôn có nước biển và đại dương bao bọc, và nơi tập trung nhiều đảo gọi là quần đảo. Nên chúng ta sẽ xem một số hình ảnh. Con thưa cô, học ở lớp học thông minh, con thấy rất hứng thú, tiếp thu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Chúng con có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, gửi tới cô giáo thông qua mạng máy tính. Và điều làm con thích nhất là học như vậy thì không phải mang ba lô nặng đầy sách vở tới trường ạ. Mô hình lớp học thông minh được huyện Đông Triều thí điểm xây dựng từ năm học 2013-2014 tại trường tiểu học Vĩnh Khê. Đến thời điểm này, huyện Đông Triều là địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình lớp học thông minh. Mô hình này được huyện Đông Triều xây dựng sau chuyến tham quan học tập ở Hàn Quốc. Đây là mô hình nhằm tối ưu hóa tính năng của các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số hiện đại trong lớp học như hệ thống âm thanh, ánh sáng và máy tính chủ, màn hình tương tác điện tử hoặc máy chiếu được kết nối đồng bộ giữa bục giảng thông minh với máy tính bảng của học sinh. Thông qua sóng Wi-Fi và bằng một phần mềm quản lý học tập với nội dung đa phương tiện sẽ khuyến khích giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh trong suốt quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và quản lý của thầy với trò. Đầu tư cho cái thiết bị của phòng học thông minh thì nếu chúng ta tính là một đơn vị trường học mới mà được đầu tư ban đầu thì cũng có thể là rất là tốn kém, có thể tới hàng 3, 4, 500 triệu một phòng học. Tuy nhiên thì với Đông Triều thì đã ứng dụng công nghệ thông tin từ lâu, suốt từ năm 2008 đến nay, cho nên hầu hết các cái điều kiện về hạ tầng nó đã được đáp ứng rồi. Bây giờ về học phòng học thông minh đối với Đông Triều thì chúng ta chỉ cần bổ sung thêm những cái thiết bị có tính đặc trưng nữa thôi là nó sẽ hoàn thành một cái phòng học thông minh. Theo lộ trình, đến năm 2015, mô hình này sẽ được thực hiện tại 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện. Ngay từ đầu năm học mới 2014-2015 này, huyện Đông Triều đã nhân rộng và đưa vào sử dụng 50 phòng học thông minh ở 20 trường học trong huyện và phấn đấu hết học kỳ 1 của năm học sẽ nâng lên 100 phòng học thông minh ở tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện. Thông qua cái chương trình mô hình này thì nó phát huy được cái vai trò tích cực của người học và học sinh với thầy, và thông qua sử dụng, áp dụng công nghệ thông tin để trong quá trình giảng dạy, cho nên học sinh rất là hưởng ứng tham gia với lần này. Đối với huyện Đông Triều thì hiện nay thì cái việc đầu tư thì thông qua, một là chúng tôi bằng cái cách là cũng phải chi tiêu một cách tiết kiệm. Cái thứ hai là thông qua cái đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế để chúng tôi có cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cái mô hình này. Áp dụng cái mô hình lớp học thông minh này này thì chúng tôi cho là cũng rất là tốt và thiết thực, thay đổi cái phương pháp dạy học cổ truyền từ trước nay, là một cái đột phá trong cái ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy trong nhà trường nói chung và trong lớp học cụ thể nói riêng. Một doanh nhân đã nói rằng, điều được nghe tôi dễ quên, điều được thấy tôi dễ nhớ và điều được làm dễ ghi tâm. Việc dạy và học theo cách tiếp cận mới mẻ mà lớp học thông minh mang lại đã giúp cho giáo viên và học sinh thoát khỏi cách dạy chay học chay truyền thống và kích thích học sinh tính tò mò say mê khám phá cũng như nuôi dưỡng tình yêu đối với học tập. Song lợi ích quan trọng nhất mang lại chính là giúp cho giáo viên và học sinh được thụ hưởng không gian công nghệ thông tin trong giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay.